băng ở đó. Victor Hugo không khao khát gì hơn là thành phố Paris được đổi thành tên ông. Ngay cả Shakespeare, người được mệnh danh là người vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại, cũng muốn làm vẻ vang thêm tên tuổi của mình bằng cách xin hoàng gia ban cho một tước hiệu quý tộc. Đôi khi, có người tự biến mình thành tàn tật để có được sự thương hại, sự quan tâm của người khác để cảm thấy mình quan trọng. Để nhất phu nhân và tìm cảm giác quan trọng bằng cách bắt chồng bà. Tổng thống William McKinley của Mỹ, mỗi ngày phải tạm gác việc quốc chính một vài giờ để ở bên giường bà và ru bà ngủ. Bà nuôi dưỡng khao khát cháy bỏng được mọi người chú ý bằng cách yêu cầu ông phải ở bên bà ngay cả khi bà đi khám răng. Có lần, bà đã làm ầm ĩ khi ông dám để bà một mình với nha sĩ vì phải tham dự một cuộc họp quan trọng với Bộ trưởng Ngoại giao. Nhà văn Mary Robert Rina có lần kể tôi nghe về một cô gái thông minh và mạnh khỏe đã trở nên bệnh tật chỉ vì muốn có được cảm giác mình quan trọng. Bà Rina kể, cô ta nằm lì trên giường suốt 10 năm ròng để người mẹ già phải vất vả lên xuống 3 tầng lầu phục dịch cô mỗi ngày. Một hôm, người mẹ già mệt mỏi đổ bệnh và sau đó qua đời. Trong vài tuần kế đó, cô ta mới ốm liệt giường thực sự. Nhưng rồi cô ta nhanh chóng hồi phục và bắt đầu cuộc sống khỏe mạnh bình thường như chưa bao giờ ngã bệnh. Thậm chí, người ta có thể hóa điên để tìm trong cơn điên cái cảm giác là người quan trọng, điều mà họ không thể có được trong thế giới trần trụi này. Không ít người mãi mê chiến đấu trong các trò chơi vi tính để biến mình thành anh hùng hảo hán, trong khi ngoài đời thực họ chỉ là những con người bình thường, không vai vế, không địa vị xã hội một vị bác sĩ trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện tâm thần uy tín nhất nước mỹ quả quyết rằng nhiều bệnh nhân đã tìm thấy trong thế giới điên rồ cái cảm giác trở thành một nhân vật quan trọng mà họ không thể có được trong đời thực ông kể cho tôi nghe câu chuyện sau gần đây tôi có một nữ bệnh nhân gặp bi kịch gia đình cô ấy muốn được quan tâm muốn được ân ái yêu thương cô muốn có con cái và có uy tín xã hội nhưng cuộc sống thực tế đã chà đạp lên tất cả những ước muốn của cô chồng cô không yêu cô. Anh ta thậm chí không chịu ngồi ăn cùng cô mà bắt cô phải phục vụ bữa ăn cho anh ta trong một căn phòng trên gác. Cô không có con, cũng không có địa vị xã hội gì cả. Kết quả là cô bị bệnh tâm thần. Trong tưởng tượng của cô, cô thấy mình đã ly dị chồng, trở lại là một con người tự do. Rồi sau đó, cô lại nghĩ rằng mình đã lấy được một người thuộc dòng dõi quý tộc Anh và nhấn mạnh việc mình được gọi là phu nhân Smith. Hơn thế nữa, cô còn hình dung mỗi tối cô có thêm một đứa con. Mỗi lần tôi đến thăm, cô đều nói, thưa bác sĩ, tối qua tôi vừa sinh con. Cuộc sống đã đẩy mọi con tàu mơ ước của cô va vào những tảng đá sắc cạnh của thực tế. Nhưng tại những hòn đảo tràn ngập ánh nắng của trí tưởng tượng điên rồ, con tàu mơ ước ấy đã cập bến với cánh buồn phấp với hoang ca trong gió. Vị bác sĩ khẳng định với tôi, nếu như chỉ cần giơ tay ra là có thể chữa lành căn bệnh cho cô ấy. Tôi cũng sẽ không làm. Sống như thế này cô ấy hạnh phúc hơn nhiều. Nếu một vài người khao khát đến mức hóa điên để có được cảm giác mình là người quan trọng thì bạn hãy hình dung xem phép màu nào sẽ giúp cho bạn và tôi có được điều đó mà không cần phải đến miền điên rồ của trí tưởng tượng. Một trong những người đầu tiên ở Mỹ được trả lương trên 1 triệu đô la mỗi năm là Charles Schwab, thời mà nước Mỹ chưa có thuế thu nhập cá nhân và một người được xem là giàu có khi mỗi tuần kiếm được 50 đô la. Ông đã được Andrew Carnegie bổ nhiệm vào chức chủ tịch đầu tiên của tập đoàn thép Hoa Kỳ vào năm 1921 khi chỉ mới 38 tuổi. Vì sao Andrew Carnegie đồng ý trả 1 triệu đô la mỗi năm, tức gần 30.000 đô la mỗi ngày cho Charles Schwab? Phải chăng vì Charles Schwab là một thiên tài? Hay vì ông có kiến thức về thép hơn những người khác? Hoàn toàn không. Chính Charles Schwab bảo tôi rằng nhiều người làm việc cho ông có kiến thức về chế biến thép hơn hẳn ông. Lý do Squab được trả lương cao như thế là vì ông có khả năng thu phục lòng người. Ông chia sẻ, bí quyết của ông chính là khả năng tạo niềm hưng phấn ở những người cùng làm việc, phát huy những ưu điểm mạnh nhất ở một con người bằng cách nhìn nhận, tán thưởng và khuyến khích họ. Không có cách nào giết chết ước mơ và nỗ lực phấn đấu của con người bằng thái độ và những lời chỉ trích của cấp trên. Tôi không bao giờ chỉ trích một ai. Tôi tin tưởng vào việc tạo ra động lực cho mọi người làm việc. Điều này làm cho tôi luôn mong muốn khen ngợi người khác và không thích làm tổn thương thêm những lỗi lầm của họ. Nếu tôi thích thú một điều gì đó, tôi sẽ luôn động viên, khuyến khích bằng tất cả sự chân thành và hưởng ứng nhiệt tình nhất của mình. Đó là những gì Squab đã làm. Vậy những người tầm thường ứng xử ra sao? Họ làm ngược lại hoàn toàn. Nếu họ không thích điều gì, họ sẽ quát mắng nhân viên, còn nếu họ thích họ sẽ chẳng nói gì. Như một câu nói xưa, làm tốt đến đâu, không một lời khen, sai lầm một lần, nhắc nhở suốt đời. Squat chia sẻ, trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng gặp người nào làm tốt công việc của mình nếu không có sự ủng hộ của người khác. Andrew Carnegie cũng vậy. Và đó là một trong những lý do làm nên thành công phi thường của ông vua thép. Andrew Carnegie khen ngợi những người hợp tác với mình lúc công khai, lúc kín đáo thậm chí, ngay cả trên tấm bia mộ của mình, ông còn khen tặng tất cả những người đã từng làm việc cho ông. Đây là nơi yên nghỉ của một người biết cách tập hợp những người tài giỏi hơn mình. Sự khen ngợi, cảm kích thành thực là một trong những bí quyết thành công đầu tiên của John Dê, Rockefeller trong ứng xử với mọi người. Khi nhân viên của ông là Edward Bedford gây thiệt hại một triệu đô la trong một vụ mua bán ở Nam Mỹ, thay vì chỉ trích Dung về, Fan lại tán thưởng Bedford vì đã cứu được 60% số tiền Fan đã đầu tư. Fan làm như vậy vì biết rằng Edward đã cố gắng hết sức. Ông nói, "Điều đó thật tuyệt. Chúng ta không phải lúc nào cũng làm tốt được như vậy." Trong số các mẫu báo tôi cắt để lại, có một câu chuyện vui mà tôi biết là không có thực nhưng nó lại minh họa cho một sự thật. Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe, lần nọ, sau một ngày làm việc cực nhọc, vợ một người nông dân đã quản trước mặt những người đàn ông trong gia đình bà một đống cỏ khô thay vì dọn bữa ăn tối như mọi khi. Khi họ tức tối hỏi bà có điên hay không, bà đáp, tôi đã nấu ăn cho các người suốt 20 năm nay và trong suốt thời gian đó tôi chưa hề nghe ai cảm ơn một câu hay nói với tôi rằng các người không biết ăn cỏ khô. Một công trình nghiên cứu cách đây vài năm về việc những người vợ bỏ nhà ra đi cho thấy nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này chính là do thiếu sự nhìn nhận và trân trọng và tôi chắc chắn rằng nếu có một công trình nghiên cứu về lý do những người chồng bỏ nhà đi thì cũng thu được một kết quả tương tự. Chúng ta thường cho rằng việc vợ hay chồng mình ở bên cạnh là lẽ đương nhiên nên rất hiếm khi dành cho họ một lời cảm ơn hay sự trân trọng. Một học viên trong lớp của chúng tôi kể rằng vợ anh và một nhóm phụ nữ khác trong nhà thờ cùng tham gia vào một chương trình tự hoàn thiện bản thân. Chị đề nghị anh giúp bằng cách liệt kê 6 điều mà anh cho là chị có thể thay đổi để trở thành một người vợ tốt hơn. Anh ấy kể lại với lớp học như sau, tôi ngạc nhiên trước một yêu cầu như vậy. Thú thực, tôi có thể dễ dàng liệt kê 6 điều tôi muốn cô ấy thay đổi. Và, tất nhiên là cô ấy cũng có thể liệt kê một ngàn chuyện cô ấy muốn tôi thay đổi nhưng tôi đã không làm thế. Tôi bảo, cho anh suy nghĩ và sáng mai anh sẽ trả lời. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, tìm mua tặng vợ 6 bông hồng với một tấm thiệp ghi, anh không thể nghĩ ra 6 điều mà anh muốn em thay đổi anh yêu em như chính em bây giờ. Chiều hôm đó, khi về nhà, tôi được vợ chào đón bằng những giọt nước mắt đầy xúc động. Không cần phải nói, tôi vô cùng vui sướng vì đã không phê phán cô ấy như yêu cầu. Chủ nhật sau đó ở nhà thờ, sau khi vợ tôi báo cáo lại kết quả của công việc được giao, nhiều phụ nữ cùng học với cô ấy đã đến gặp tôi và nói, từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy một cử chỉ nào lịch thiệp, chu đáo và ngọt ngào đến như vậy lúc đó tôi mới thật sự hiểu được sức mạnh của sự trân trọng và lòng biết ơn